Đây là một tô bún chả Hà Nội. Không biết mấy người kia có được ăn lắm mình không? Rất hồi hộp. Đói nha, em rất là đói. Hai, mình được ăn cái gì đây ta? Em mời anh Kiều Minh Tuấn. Anh Kiều Minh Tuấn là một người ăn rất là mạnh nha. Không có ai mà dễ dàng đơn giản cho tụi em ăn đâu chị. Dạ, em xin mời anh Giang một miếng thịt. Ngon lắm anh Giang ơi. Nếu mà anh đang không được ăn thì để em ăn giùm anh. Nhìn miệng em đỡ nha. 4 miếng thịt, 4 cục giò, 3 cục thịt, 1 cục xương, 4 miếng quẩy, rồi đếm hết. Cũng rung lắm, là anh sống lưng nha. Chương trình làm gì mà tốt vậy? À, mọi cái sự dễ dàng trong chương trình đều là một cái bẫy hết. Lần đầu tiên tôi thấy chương trình tử tế của chúng tôi. Cô ơi, cô có nhận nhân viên làm cho quán không cô?